Ngọc và Tấn Phước rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tin tức đầu tiên trong ngày cuối cùng của tháng 7. Và chương trình chào buổi sáng ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2015 sẽ có những thông tin chủ yếu sau đây. Ngày làm việc thứ hai của Đại hội Đảng bộ huyện Tam Bình lần thứ 11. Mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại cho tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh vùng núi phía Bắc. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai triển khai công tác ứng phó với mưa lũ. Hội thảo vai trò của thương hiệu quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Cà phê Đà Lạt được bày bán trong hệ thống Starbucks Mỹ. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 31 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Bình bước sang ngày làm việc thứ hai với một số công việc quan trọng và bế mạc. Trước đó, trong buổi chiều 30 tháng 7, đại biểu đã nghe nhiều tham luận tập trung vào các giải pháp để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, kinh nghiệm trong huy động nguồn lực đầu tư để đến năm 2020, huyện Tam Bình có 12 trên 16 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, giải pháp đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Cuối giờ chiều, đại hội đã công bố thông báo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long về việc cho đồng chí Lữ Quang Ngời thôi tham gia ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã thông qua đề án nhân sự với 48 ứng cử viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 và thông qua nghị quyết đại hội. Và thưa quý vị và các bạn, dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Bình khóa 10 trình Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu là đến năm 2020, Tam Bình đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Theo đó sẽ có 12 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giải pháp nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, ghi nhận ý kiến đại biểu tại đại hội. Qua trao đổi với các đại biểu dự đại hội, đa số đại biểu đồng tình với các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới đề ra sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, chỉ tiêu xây dựng 12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới được các đại biểu hưởng ứng tích cực với quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp để đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Để thực hiện đạt cái chỉ tiêu này, thì theo tôi giải pháp đầu tiên là phải làm sao tuyên truyền cho kỹ hơn nữa cho nhân dân biết về ý nghĩa mục đích của việc xây dựng nông thôn mới để rồi nhân dân người ta mới có sự chung sức chung lòng để là phải phát huy cái nội lực không trông chờ, tức là mỗi cấp mỗi ngành những cái phần việc phải làm sao tách cho được cái phần việc của từng cấp từng ngành ra, kể cả của người dân, để rồi khi đó thì mình giao của ai mới làm. Vấn đề thứ ba là phải tiếp tục phát huy và kêu gọi các cái nguồn vốn, nhất là cái phần vốn của nội lực là chính. Còn những cái phần vốn của trên thì chương trình đầu tư theo mục tiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện. Nhưng mà quan trọng trong đó là cái chính là cái phát huy nội lực. Hiện nay thì xã Nghĩa Tứ đã được 16 trên 19 tiêu chí. Còn lại 3 tiêu chí như về giao thông, về thủy lợi, về trường học thì hướng xã cũng đang tích cực vận động. Cái thứ nhất thì vận động để củng cố và nâng cao chất lượng những cái tiêu chí đã được đạt rồi. Cái thứ hai nữa thì vận động nhân dân trong cái việc mà đồng thuận trong cái giải tỏa đền bù để xây dựng công trình thủy lợi, giao thông, rồi cái trường học. Vấn đề thứ ba nữa thì tranh thủ đề nghị về trên để cố gắng hỗ trợ về đầu tư vốn để làm. Nghiêng góc độ xã thì đây đến cuối năm quyết tâm để đạt được 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong 12 xã đạt đó thì đã có 9 xã đã được cái nguồn từ trung ương, tỉnh đã hỗ trợ và đã ghi vốn vào cái chương trình trung hạn của giai đoạn 2016-2020. Còn lại 3 xã thì huyện đã có cái chỉ đạo ngay từ cái nhiệm kỳ 2015 và đã có cái bước chuẩn bị bằng cái nội lực từ cái nguồn vốn vận động trong dân, các cái nguồn của các mạnh thường quân cũng như của những người con của quê hương thành đạt ở các nơi khác về hỗ trợ, và trong đó đặc biệt là dành cho cái nguồn xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện hàng năm để đầu tư xói sâu vào những cái tiêu chí của trong 3 cái xã này, để rồi quyết tâm là đến năm 2020 sẽ đạt được 12 xã.
Để huyện Tam Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện ủy Tam Bình tiếp tục xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp tình hình thực tế. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo phương châm dân làm, nhà nước hỗ trợ, trong đó phát huy nội lực của địa phương là chủ yếu. Với quyết tâm cao cùng những giải pháp mang tính khả thi, huyện Tam Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Liên tục chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về công tác ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày mưa dông liên tục tại tỉnh Quảng Ninh, hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả đang phải đối mặt với tình trạng mất nước sạch do dở tuyến ống cấp nước của nhà máy nước diện rộng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh đã triển khai ngay các phương án khắc phục. Phương án tối ưu nhất là thi công một tuyến đường ống mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo quy động toàn bộ lực lượng các nhà thầu có đủ năng lực để triển khai thi công. Hiện nay công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh đã vận chuyển khoảng 1.000 mét đường ống cùng các thiết bị phục vụ cho thi công lắp đặt tuyến ống mới D900 tại nhà máy nước diễn rộng. Dự kiến thời gian thi công sẽ rút ngắn khoảng từ 1 tuần hoặc 5 ngày thay vì 2 tuần như trước đây để đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả. Trưa ngày 30 tháng 7, tại khu vực tổ 5 khu 4 phường Mông Dương, hàng trăm chiến sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242 quân khu 3, lữ đoàn 147 hải quân, cán bộ công nhân viên công ty nhiệt điện Mông Dương và các công ty than đã tham gia đắp đê bao, gia cố thân kè, sử dụng bao cát làm tường rào ngăn nước để phòng dỡ đập ở khu vực tổ 5 khu 4 phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Theo dự báo, nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn kéo dài thì khả năng đập bãi thải Đông Cao Sơn và công ty than Cọc Sáo bị dỡ là rất cao, sẽ tràn xuống toàn bộ khu dân cư và trạm điện 110 kV Mông Dương, sẽ gây mất điện toàn bộ khu vực Cẩm Phả và Mông Dương. Đến thời điểm này, các lực lượng đã cơ bản sơ tán hết các hộ dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, tạo đê bao ngăn không cho nước vào trạm điện. Lữ đoàn 147, lữ đoàn hải quân đóng ở Mông Dương đã huy động hàng trăm chiến sĩ ứng trực sẵn sàng chuẩn bị nguy cơ dỡ đập. Và lữ đoàn 170 hải quân cho biết là cũng đã điều động tàu 634 ra đón 1.500 du khách đang kẹt tại đảo Cô Tô. Dự kiến thì sau khoảng 5 chuyến tàu thì tàu sẽ đưa được hết số du khách mắc kẹt vào bờ. Và trong điều kiện bình thường thì tàu sẽ mất khoảng 5 tiếng đồng hồ cho một lượt chuyển khách cả đi và về. Tối ngày 30 tháng 7 thì hơn 250 khách du lịch trong tổng số 1.500 người đang mắc kẹt tại đảo Cô Tô, huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã được đưa về đất liền an toàn. Trong khi đó, tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều đoạn đường lên khu du lịch Mẫu Sơn, gây ách tắc giao thông trong những ngày qua. Sau 3 ngày mưa lớn, lượng nước dồn về đã gây ra 8 điểm sạt lở trên tuyến đường du lịch từ thành phố Lạng Sơn lên khu du lịch Mẫu Sơn. Ngay sau khi có hiện tượng sạt lở, lãnh đạo và công nhân thuộc Hạt Giao thông 4 tỉnh Lạng Sơn túc trực thi công dọn dẹp đất đá trên tuyến đường và cảnh báo hướng dẫn người dân khi đi lại. Hiện tại, trên đỉnh núi Mẫu Sơn vẫn tiếp tục có mưa nhỏ. Các vách đá đã ngậm nước và có thể gây nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn, đến 16 giờ ngày 30 tháng 7, trên toàn tỉnh ước tính khối lượng sạt lở đất lên các tuyến đường hơn 5.000 khối. Về cơ bản, các tuyến đường đều đã được các đơn vị thi công dọn dẹp, khai thông ngay khi xảy ra sự cố. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn cũng đã phối hợp với các huyện khuyến cáo người dân không đi lại các tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất cao. Các điểm xảy ra ngập úng nặng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức cắm biển báo nguy hiểm, cử người túc trực hướng dẫn đường tại các điểm sạt lở và ngập úng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tiếp tục dự báo là sẽ có một đợt mưa liên tiếp vào các ngày tới, và Quảng Ninh vẫn nằm trong vùng cảnh báo lũ quét và ngập lụt. Và trước tình hình này, thì chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh phía Bắc bàn giải pháp ứng phó với mưa lũ trong những ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8. Từ chiều tối mai ngày 1 tháng 8, mưa lớn bắt đầu lan rộng từ các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn sang cả khu vực Bắc Bộ. Các địa phương tiếp theo có nguy cơ hứng chịu mưa lũ là các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên. Nguy cơ cao nhất vẫn là lũ quét và sạt lở đất. Trong đó lưu ý hệ thống sông Thái Bình và các sông nhỏ khu vực Đông Bắc lũ lên cao mức báo động 3.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Quảng Ninh khẩn trương huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn hậu cần cho khách du lịch còn ở đảo Cô Tô và các đảo khác, sẵn sàng phương án lực lượng ứng phó với diễn biến mưa lũ tiếp theo. Và các địa phương khu vực Đông Bắc và Tây Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát kiên quyết di dời dân cư vùng nguy cơ lũ quét sạt lở. Bên cạnh đó, cần tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ đến người dân để chủ động ứng phó, tăng cường kiểm tra hệ thống hồ đập, bố trí lực lượng thường trực theo dõi vận hành hồ, nhất là đối với những hồ đã đầy nước, sẵn sàng phương tiện xử lý khi có tình huống xảy ra. Kiểm tra hệ thống đê điều và công trình phòng lũ, chủ động phương án tiêu úng, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước đô thị tại các thành phố lớn. Trên lĩnh vực kinh tế ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, với mục đích là đưa thương hiệu quốc gia Việt Nam vững mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế, thì Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương vừa tổ chức hội thảo vai trò của thương hiệu quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng tại Đà Nẵng. Hội thảo tập trung giới thiệu về chương trình thương hiệu quốc gia, các nội dung hỗ trợ của chương trình cho các ngành hàng xuất khẩu chủ lực và các doanh nghiệp đến năm 2020, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu của các nước phát triển, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp thu những kinh nghiệm, kiến thức hữu ích trong việc xây dựng và thương hiệu của doanh nghiệp nói riêng và thương hiệu quốc gia nói chung, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Cũng tại Đà Nẵng, vừa khai mạc hội chợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2015 được tổ chức lần thứ 5 tại Đà Nẵng. Hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại có ý nghĩa lớn tại điểm cuối của hành lang kinh tế Đông Tây, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khu vực giao lưu, tìm kiếm đối tác, phát triển kinh doanh sản xuất. Hội chợ thu hút hơn 200 doanh nghiệp, đơn vị tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước tham gia với 400 gian hàng. Hội chợ giới thiệu các sản phẩm trong những lĩnh vực du lịch, thương mại và đầu tư như các dự án kêu gọi đầu tư và bất động sản, điện, điện tử, công nghệ thông tin, dệt may, phụ kiện, thời trang, da giày, đồ gỗ, trang trí nội ngoại thất, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ du lịch ẩm thực. Bên cạnh hoạt động chính là triển lãm bán hàng, hội chợ còn có các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam, Lào, Thái Lan. Trên trang web của Starbucks, hệ thống cửa hàng cà phê lớn nhất nước Mỹ cho biết đã bán cà phê Arabica có xuất xứ từ Đà Lạt trong chuỗi cửa hàng của mình. Và đây là lần đầu tiên một loại cà phê Arabica trồng tại Việt Nam được Starbucks chọn để cung cấp với giá mỗi kg đã rang kèm hương liệu gần 50 đô la Mỹ trên 1 triệu đồng. Đại diện của Starbucks tại Việt Nam xác nhận sản phẩm này chỉ được bán duy nhất ở thị trường Mỹ và được xếp vào dòng sản phẩm cao cấp. Các chuyên gia cà phê cao cấp của hãng này đánh giá cao chất lượng của cà phê Arabica Đà Lạt và cho rằng vị cà phê này thích hợp với gu thưởng thức cà phê của phần lớn khách hàng Mỹ. Trước cà phê Đà Lạt, Starbucks chỉ chọn 6 địa phương làm nhà cung cấp cho chuỗi cửa hàng của mình, bao gồm Indonesia, Kenya, Rwanda, Brazil, Colombia và Guatemala. Đến năm 2014, hãng này có hơn 21.500 cửa hàng tại 56 quốc gia trên toàn thế giới và trong đó có 11.457 cửa hàng tại Mỹ. Chuyển sang thông tin khác, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn thành phố Vĩnh Long hiện có 949 trường hợp lấn chiếm đất với diện tích 32.270 m². Trong đó chủ yếu là lấn chiếm sông rạch công cộng để xây dựng nhà ở với 863 trường hợp, trung bình mỗi hộ dân lấn chiếm từ 10 đến 40 m², tập trung chủ yếu ở các phường, phường 1, phường 2, xã Tân Hội. Để chú ý là có 53 trường hợp lấn chiếm cống, hẻm và 33 trường hợp lấn chiếm đất công do Ủy ban nhân dân các xã phường đang quản lý. Việc lấn chiếm các sông rạch công cộng để xây dựng nhà ở thời gian qua đã dẫn đến tình trạng các sông rạch hạn chế dòng chảy, nhanh bị bồi lắng, việc nạo vét khai thông gặp nhiều khó khăn nên gây ô nhiễm môi trường. Để xử lý vấn đề này, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp lấn chiếm, triển khai các giải pháp nạo vét sông rạch trong nội ô và tuyên truyền sâu rộng đến người dân để nâng cao ý thức trong việc xây dựng nhà ở gắn với công tác bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm qua 30 tháng 7, do mưa lớn cộng với hệ thống thoát nước không thoát kịp nên đã làm ngập úng một số tuyến đường trong nội ô thành phố Vĩnh Long, trong đó có nơi ngập sâu hơn 20 cm. Các tuyến đường bị ngập nặng gồm đường Hoàng Thế Hiếu, đường Trương Nữ Dương, đoạn gần siêu thị Cosmart Vĩnh Long của phường 1, đường 14 tháng 9 của phường 5, cuối đường Phạm Thái Bường phường 4, thành phố Vĩnh Long và còn một số tuyến đường khác trong nội ô thành phố.
nhiều xe mô tô đã phải dẫn bộ vì chết máy do nước dâng quá cao và một số cửa hàng cặp tuyến đường bị ngập đã phải đóng cửa. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 7, tại ấp Phước Lợi, công an xã Thành Quế của huyện Long Hồ đã bắt quả tang một vụ đá gà ăn tiền lớn với hàng chục người tham gia. Khi công an xã Thành Quế bất ngờ ập vào, hàng chục người tham gia đá gà ăn tiền đã bỏ chạy. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 7 xe gắn máy và 8 con gà đá, tạm giữ ông Lê Văn Cần, sinh năm 1961, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để điều tra. Anh Trần Trí Dũng, phó trưởng công an xã Thành Quế cho biết, thời gian gần đây lợi dụng vùng giáp ranh với xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nhiều đối tượng trong và ngoài địa phương thường chọn địa điểm ấp Phước Lợi tổ chức đá gà ăn tiền. Chỉ trong 5 ngày cuối tháng 7, công an xã đã bắt 2 vụ đá gà ăn thua bằng tiền. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đạo ôn là bệnh gây hại phổ biến và nghiêm trọng trên cây lúa. Bệnh có thể phát sinh và phát triển trên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng. Và những ngày qua do thời tiết diễn biến thất thường nên bệnh đã xuất hiện gây hại trên các trà lúa thu đông, giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Bà con nông dân cần quan tâm và chủ động phòng trị. Theo thống kê, diện tích lúa thu đông bị nhiễm bệnh đạo ôn tuần này là gần 150 hectare. Bệnh gây hại với tỷ lệ từ 5 đến 10% trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh ở hai huyện Long Hồ và Trà Ôn. Cá biệt, một số nơi gây hại với tỷ lệ cao hơn. Bữa nay tôi đi thăm đồng rồi, tôi thấy lúa đạo ôn nó tấn công nhiều quá, tôi mới về tôi mua thuốc tôi xịt. Thì bữa nay tôi xịt đó thì bữa hổm tôi xịt một đợt rồi, bữa nay tôi thấy nó giảm rồi tôi mới mua pin tôi xịt lại một lần nữa. Cái mùa vụ qua này nói chung là mần phải theo dõi đồng thường xuyên mới được. Tại mưa gió nè nó bị lá ủ nhiều đó. Nếu mà không tầm thường thiên thì nó phải ảnh hưởng và năng suất nặng lắm. Nếu mà thoát là nếu mà nặng là khoảng 40%, còn nhẹ là 20%. Tuy diện tích bệnh đã giảm khá nhiều so với tuần trước, nhưng theo dự đoán của ngành chuyên môn, do thời tiết những ngày này thất thường, nắng nóng vào lúc sáng sớm và có mưa rải rác vào lúc chiều tối, nên sẽ tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn tiếp tục gây hại. Bên cạnh đó, hiện nay đa số các trà lúa thu đông chủ yếu ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với bệnh đạo ôn. Ngoài ra, việc nông dân sử dụng các giống nhiễm như IR50404, ML202, OM4218, nông dân xạ dày do sợ chết giống và bón phân không cân đối, dư thừa phân đạm cũng tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển. Phòng trị cái bệnh đạo ôn ở trên cây lúa đó thì bà con cần phải áp dụng các cái biện pháp quản lý tổng hợp. Về thứ nhất đó thì bà con nên lựa chọn các cái giống mà nó ít nhiễm cái bệnh này, và bà con cũng không nên là xạ những cái giống mà nhiễm cái bệnh như là cái IR50404 hoặc là cái ML202. Thứ hai là bà con cần sử dụng một số cái tốt nhất là bà con nên sử dụng cái giống xác nhận, vì cái bệnh này nó cũng có thể nó lây lan qua cái nguồn giống. Và cái một cái biện pháp kế tiếp đó, thì bà con cần cái xạ với cái mật độ vừa phải, thì tốt nhất là bà con có thể là sử dụng xạ hàng hoặc là bà con xạ lan thưa với cái mật độ là từ 80 cho tới là 100 kg trên hecta. Ngoài ra đó thì mà khi mà bà con có thể là áp dụng theo một số cái quy trình như là cái quy trình ba giảm ba tăng hoặc là cái chương trình là 1.5 giảm để mà bà con có thể là quản lý tốt cái bệnh này. Ngoài ra đó thì trong cái việc mà bón phân đó thì bà con cũng cần bón phân cân đối, không nên bón thừa cái phân đạm, nhất là ở cái giai đoạn mà lúa mà đẻ nhánh đó, thì cái bệnh này nó dễ dàng nó xuất hiện. Một vấn đề ngành chuyên môn cũng lưu ý với bà con nông dân là khi bệnh đạo ôn gây hại trên lúa, bà con cần giữ nước trong đồng ruộng để tránh bệnh lây lan phát triển mạnh. Khi dùng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trị, cần sử dụng các loại thuốc đặc trị bệnh đạo ôn. Bà con nông dân không pha chung với các loại phân bón lá hay các chất kích thích có chứa phân đạm. Trong quá trình phun xịt, cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng của ngành chuyên môn để hiệu quả phòng trị đạt được tối đa. Chương trình xin được tiếp tục với phần điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, báo Tuổi Trẻ sẽ phát hành sáng ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều trường xét tuyển bằng tiêu chí phụ, tạm đình chỉ án để chạy thi đua, hàng Việt xuất ngoại qua siêu thị,
31.000 quân sẵn sàng đối phó với mưa lũ. Nghịch lý ở các liên đoàn thể thao quốc gia, mời mỏi miệng chẳng ai muốn làm. 31.000 quân sẵn sàng đối phó với mưa lũ là tiêu đề của bài viết mà cũng là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với mưa lũ tại cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của các địa phương từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc do ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì trong ngày hôm qua, mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ đã giảm hẳn, nhưng một số nơi như Cửa Ông, Quảng Ninh, Chi Lăng, Lạng Sơn, mưa vẫn đạt 200mm. Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, chuẩn bị ứng phó với đợt mưa sắp tới, quân đội đã sẵn sàng 31.000 cán bộ chiến sĩ cùng 860 phương tiện ứng cứu để hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc. Kết luận hội nghị, ông Cao Đức Phát đề nghị các địa phương chuẩn bị phương án phòng tránh, theo dõi sát sao diễn biến và rút kinh nghiệm trong đợt mưa vừa qua ở Quảng Ninh, đồng thời thường xuyên thông báo cập nhật tình hình thời tiết để người dân chủ động phòng chống. Xin chuyển sang thông tin khác, đó là hàng Việt Nam hiện được các siêu thị trong hệ thống siêu thị ngoài nước rất thích thú trưng hàng bán buôn. Đây có thể xem là tín hiệu lạc quan đối với người sản xuất hàng Việt. Thông qua các kênh siêu thị lớn như Lotte Mart, Co.op, BC, hàng loạt mặt hàng Việt Nam đã thâm nhập thành công vào thị trường lớn như Hàn Quốc, EU, Nhật Bản. Xu hướng này không chỉ giúp quảng bá hàng Việt với thế giới mà còn tạo đầu ra ổn định cho doanh nghiệp trong nước. Dù đến nay, giá trị các đơn đặt hàng hiện vẫn còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng xuất khẩu của hàng Việt. Nhưng về lâu dài, đây là kênh xuất khẩu hiệu quả nếu khai thác tốt. Xin chuyển sang những thông tin được đăng trên báo Thanh Niên số phát hành sáng nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Cứu đập ngăn thảm họa, bắt đại gia buôn gỗ có dấu hiệu trốn thuế 120 tỷ đồng. Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ hưu sớm. Nguy cơ trắng tay với gói chăm sóc sức khỏe. Bảo tồn kiến trúc cầu Long Biên. Doanh nghiệp Việt vẫn đứng bên rìa FDI là chủ đề bài viết đăng trên báo Thanh Niên của tác giả Nguyên Nga và Trần Tâm, phản ánh thực trạng của nhiều doanh nghiệp dù cố gắng vẫn không thể nào tiếp cận được với các doanh nghiệp FDI. Hàng loạt thiết bị phụ tùng của doanh nghiệp Việt Nam đã được xuất khẩu ra thế giới, nhưng ngay tại nội địa, họ lại chật vật, thậm chí không thể kết nối cung ứng hàng hóa cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Không chỉ trong các lĩnh vực cơ khí điện máy, ngay dưới lĩnh vực thực phẩm ăn uống, từ quả trứng gà, bột chiên gà đến chiếc ly giấy, nhiều nhà đầu tư ngoại cũng lơ nhà cung ứng tại chỗ. Theo tiết lộ của một quản lý kinh doanh thuộc chủ thương hiệu thức ăn nhanh vào Việt Nam hơn 5 năm nay, các nhà cung cấp từ Thái Lan, Singapore hoặc cả Trung Quốc vốn là nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn, nên khi vào Việt Nam, họ tiếp tục chọn những nhà cung ứng này. Và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Trinh cũng cho rằng là kết nối giữa doanh nghiệp nội địa và nhà đầu tư nước ngoài là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chính sách thu hút FDI. Bởi chỉ có kết nối thì doanh nghiệp trong nước mới có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời được chuyển giao một phần công nghệ từ doanh nghiệp FDI. Nội dung bài viết được đăng trên trang 6 của báo. Và xin chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, cầu Long Biên không chỉ là công trình giao thông mà nó còn là một công trình kiến trúc gắn với đời sống tinh thần của rất nhiều người Hà Nội. Với tiêu đề bài viết Bảo tồn kiến trúc cầu Long Biên, tác giả bài viết cho biết cầu Long Biên là công trình có giá trị lịch sử của Hà Nội. Việc sửa chữa, cải tạo cây cầu cần làm theo hướng bảo tồn. Trong văn bản của Công ty Tư vấn Đầu tư và Phát triển cầu Long Biên gửi Thủ tướng vào tháng 10 năm 2014, có nội dung cảnh báo tính cấp bách của việc tu sửa cầu Long Biên. Văn bản nêu rõ, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tàn phá của bom đạn, chiến tranh, cầu Long Biên hơn 100 tuổi đã xuống cấp trầm trọng. Nếu không đại tu cấp bách, cầu có thể sập bất cứ lúc nào. Có thể nói cầu Long Biên gắn liền với đời sống của người Hà Nội xưa, gắn liền với sự phát triển thăng trầm của Hà Nội qua các thời kỳ. Do đó, nếu công tác bảo tồn không được thực hiện đến nơi đến chốn, thì một di tích gắn liền với sự phát triển của Hà Nội có thể bị xóa sổ trong sự tiếc nuối của không ít người. Và tiếp tục loạt bài phóng sự đặc biệt về những vùng đất lạ miền Tây, báo Pháp Luật đăng bài viết với tiêu đề Xóm cải lương kiếm hiệp kỳ tình Yên Lang. Nơi chôn nhau cắt rốn của Yên Lang lại là nơi sinh sống của hậu tổ cổ nhạc, nhạc khí Ba Chột Cao Văn Lầu. Đó là xóm Cầu Kè Dòng Me, nay thuộc phường 2 thành phố Bạc Liêu. Từ xóm nghèo này có một Yên Lang với dòng cải lương kiếm hiệp kỳ tình như Máu Nhuộm Sân Chùa, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Người Phu Khiên Kiều Cưới. Một thời làm nên tên tuổi nhiều nghệ sĩ như Diệp Lan, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Dương, Minh Cảnh, nhân dân. Và cũng từ cái xóm nghèo ấy không chỉ có soạn giả Yên Lang với những vở cải lương đi vào lòng người mà còn có nhiều tài danh cổ nhạc và cải lương như Bảy Cao, Hữu Nghĩa, Lam Tuyền, Con Yên Lang, Quốc Khánh.
Thưa quý vị và các bạn, Bạc Liêu dùng đất đã sản sinh ra bản giọng cổ, bài ca vua của sân khấu cải lương. Có một điều khá thú vị là cả một quá trình chuyển đổi từ nhịp 2 bài già cổ Hoài Lang của ông Cao Văn Lâu đến bài ca cổ nhịp 3-2 ngày nay đều là người Bạc Liêu. Trong đó thì có những người con từ cái xóm nghèo cải lương này. Thưa quý vị các bạn, trên báo Vĩnh Long sắp hành sáng hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đề nghị bình chọn khu tưởng niệm Phạm Hùng và khu lưu niệm Võ Văn Kiệt là điểm du lịch tiêu biểu. Hút thuốc lá dưới góc nhìn kinh tế, tăng cường chống buôn lậu đường cát ngoại, nghiện ma túy, trộm xe bán phế liệu. Thưa quý vị, chúng ta cũng vừa theo dõi thông tin trên các báo số phát hành sáng nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi thông tin dự báo thời tiết trong sáng ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, gió mùa Tây Nam tiếp tục giữ cường độ yếu trong 1-2 ngày tới, nên Nam Bộ duy trì mưa rào và mưa rào nhẹ. Một số khu vực phía Tây có mưa vừa cho đến mưa to. Tuy hầu hết là mưa rào và mưa rào nhẹ, nhưng xảy ra trên diện rộng. Ngoài ra còn có mây nhiều, nên nhiệt độ nhiều nơi đã giảm nhanh xuống từ 2 cho đến 3 độ, cao nhất chỉ còn khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Ban đêm nền nhiệt cũng giảm, nhưng ít hơn. Thời tiết Nam Bộ ngày và đêm nay được dự báo như sau. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Mỹ Tho, ngày nắng gián đoạn, Tây Ninh có mưa vừa và dông, các nơi khác có mưa rào và mưa rào nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày là từ 31 cho đến 32 độ. Về đêm Vũng Tàu không còn nóng với mức nhiệt độ thấp nhất là 26 độ. Rạch Giá chiều và tối có mưa rào và dông, Cần Thơ chiều chỉ có mưa rào nên trưa chiều còn nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Ban đêm Rạch Giá có nhiệt độ cao hơn nhưng trời không oi bức. Phú Quốc có mây và mưa nhiều hơn và trong mưa còn có dông, đêm có mưa nhỏ nên nền nhiệt ngày và đêm thấp hơn Cà Mau từ 1 cho đến 2 độ. Tuy có nhiệt độ cao hơn nhưng không khí tại Cà Mau vẫn dễ chịu. Phần cuối của bản tin hôm nay là phần dự báo cho Vĩnh Long và các khu vực lân cận. Có mưa rào nhiều nơi, một số nơi có mưa dông, nhiệt độ hầu hết đã giảm nhưng một số còn nóng nhẹ. Và giữa trưa với nhiệt độ cao nhất là 33 độ, nhiệt độ về đêm giảm nhiều và thấp nhất là 24 độ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết. Thân ái, chào tạm biệt.